Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Và hôm nay thì ở cái video lần này tôi xin chia sẻ với anh chị một cái bí kíp làm thế nào đó để có thể là mua được một chiếc xe ngay cả khi bạn không biết gì. Đấy thì đây là một trong những cái điều mà rất nhiều người anh chị sẽ có thể sẽ đặt ra câu hỏi là làm sao lại có thể mua được một chiếc xe ngay cả khi không biết gì. Thế anh chị biết rằng là trong khoảng thời gian qua thì tôi cũng đã tư vấn cho rất nhiều người để mua được những chiếc xe vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà để và bắt đầu vào cái video thì tôi cho tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị đã theo dõi cái kênh của Mạnh Ô Tô trong khoảng thời gian qua, và cảm ơn những anh chị đã chia sẻ và đã like và đã đăng ký cái kênh của Mạnh Ô Tô. Thế thì tôi biết rằng là như này, để anh chị được theo dõi và để xem những cái kênh này thì anh chị mất rất nhiều thời gian. Cho nên hôm nay tôi sẽ đi thẳng vào cái vấn đề là để chia sẻ với anh chị cái cách, cái bí kíp để làm thế nào đó để có thể mua được một chiếc xe ô tô ngay cả khi anh chị không biết gì về nó. Thế thì điều ở đây là anh chị nên nhớ rằng là cái cách đơn giản nhất để có thể mua được chiếc xe ô tô ngay cả không biết gì thì nhiều người sẽ thắc mắc là vậy thì tôi không biết gì thì làm thế nào. Thế thì bây giờ mọi cái thông tin ấy, anh chị hãy nhớ rằng mọi thông tin thời điểm hiện tại đều nằm lên trên đầu ngón tay chứ không phải còn nằm trên trí não nữa. Anh chị đều có thể biết được cái điều này. Thế thì chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin qua đâu ạ? Chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin qua online và qua những cái kênh hoặc qua những cái bài viết, blog và thông tin chúng ta được cập nhật 24/7 hàng ngày. Thì đây là một chiếc xe mà tôi cũng chia sẻ anh chị rất nhiều với dòng xe Ghét bản đời 2010, bản hai đèn trần. Thì cái thứ hai là anh chị có thể nhờ một nơi nào uy tín hoặc người bạn nào đó uy tín là anh chị có thể là sẽ mua được xe ngay lập tức. Nhưng mà cũng có thể là anh chị chọn một cơ sở đã uy tín, bán có bảo hành và anh chị có thể mua được một chiếc xe vô cùng tuyệt vời. Thì bản chất của dòng xe Ghét đời 2010, rất nhiều anh em bây giờ vẫn đang bán khoảng hơn 200. Thì hiện tại tôi đang bán ra chiếc xe này là nó là 205 triệu và bao rút hồ sơ. Chính chủ anh chị biết là toàn bộ ghế là nỉ hết nhá. Toàn bộ phần ghế là nỉ hết này. Máy cực kỳ tốt và nội thất chưa bao giờ biết sơn gì cả. Đây là một chiếc xe vừa được khám và vừa thay được một dàn lốp mới đời 2010. Không có khoan dùi đục đẽo và không có dịch vụ gì cả. Giữ được một chiếc xe Ghét như thế này, cả toàn bộ phần nội thất này. Toàn bộ phần nội thất và phần trần nó như thế này thì cũng khá là hiếm. Tôi sẽ quay rất chi tiết cho anh chị. Cái bí kíp ở đây đó là chúng ta sẽ tìm một nơi nào đó uy tín hoặc là nhờ một ai đó uy tín để có thể là sẽ lựa chọn xe cho anh chị. Tôi quay cho anh chị chi tiết. Đây là phần vô lăng củ số này, chậm thôi và để cho anh chị dễ nhìn. Đây là một chiếc xe mà bản là một bóng khí và hai đèn trần, nội thất rất đẹp, đời 2010. Thì cái dòng xe Ghét này có nhiều rất là nhiều phiên bản khác nhau, phiên bản là có thể là phiên bản một đèn trần và không có khóa liền chìa. Đây là con này là khám rất dài luôn, trần này, hai đèn trần. Thì hai đèn trần thể hiện ở chỗ nào? Thì đó là một đèn đằng trước anh chị nhìn thấy, đây là một đèn nữa này. Tôi sẽ bật cái đèn này lên, cháy mất bóng à? Không sao, cái này bóng này chắc là mai phải đi thay. Đấy, một đèn trước đã đang sáng, chị nhìn chưa? Toàn bộ phần táp lô, táp ly, khóa cửa anh chị có thể nhìn thấy rằng là anh chị nhìn nó khóa nó cửa rất là mới. Đèn là vẫn còn zin nhá. Khóa cửa này. Anh chị đâu? Cốp rất là sáng, đồ vẫn còn nguyên hết luôn. Cả hai bên nhá. Đây là nguyên về phần vỏ này, anh chị nhìn thấy không?
cái phần dàn đồng và phần vỏ con này thì nó, con xe này độ thêm một cái đít, nó gọi là cái đồ chơi, nhìn nó rất là lạ. Trong cái buổi live stream của Facebook của ngày hôm qua thì có rất là nhiều bác hỏi ra rằng là vậy thì anh có chiếc xe ghét nào không, tầm tiền khoảng loanh quanh khoảng 200, thì đây là chiếc xe mà để cho anh chị lựa chọn này. Từ phần nội thất, phần máy và phần đèn, toàn bộ phần đèn trước và đèn sau anh chị có thể nhìn thấy là xe nó rất là sáng. Đó. Rất là sáng này. Khám dài đèn sáng, khám tháng 6, và tôi sẽ quay cái phần máy cho anh chị. Thì đây là một chiếc xe mà máy rất là đẹp và xe nó cũng giữ được tốt đấy, da máy rất sáng luôn. Đây là phần da máy nè, đây là phần răng. Phần khoang máy anh chị nhìn thấy chưa? Phần cabo này. Đảm bảo là xe 100% không lỗi nhỏ nhá. Máy xe nó rất là cứng xe. Tất nhiên rằng là còn một vài cái chỗ mà xước xát nhỏ nhỏ nó thì đương nhiên là phải đánh bóng và sơn tỉa lại, nhưng mà xe này thì một con xe ghét là 2010, xe đại cứng và giá tiền nó cũng rất là hợp lý thôi. Thế thì cái video để chia sẻ cho anh chị biết cách để làm thế nào đó để mình có thể là đấy, từ những cái điều mà tôi chia sẻ anh chị này, vô lăng, củ số, toàn bộ phần khóa cửa, khoang máy, phần lốp, phần cua lốp và toàn bộ phần nội thất, thì anh chị có thể biết cách để làm thế nào để lựa chọn cho mình một chiếc xe mà ngay cả khi anh chị không biết gì về xe, anh chị vẫn có thể lựa chọn được. Thì chúng ta cứ nhìn là đối với cái dòng xe ghét này, là những cái phần này là những cái phần khá là quan trọng. Nếu mà nó trượt chặt quá nhiều thì nó sẽ sơn hết cả tuần vận lại, và đặc biệt là những phần khóa cửa này, những cái phần mà hệ thống khóa cửa anh chị nhìn thấy không? Đấy, nó cứ gương kính điện mà nó không còn nó mờ hết như thế này là anh chị biết ngay. Cái thứ hai là phần chân côn, chân ga thì tôi cũng đã chia sẻ với anh chị nhiều rồi. Thì đấy là cái bí kíp của cái dòng xe mà ghét đời 2010, hai đèn trần. Rất cảm ơn anh chị đã xem cái video này, và anh chị cứ nhìn thấy nội thất nó đẹp, khoang máy tốt, không có đảm bảo, người ta đảm bảo cho anh chị không lỗi, và cộng với lại không khoan dù, không đục gì cả, bô lăng củ số đẹp, vỏ mỏng, dàn đồng mỏng, cua lốp còn, là anh chị có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe vô cùng tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Rất cảm ơn anh chị đã xem cái theo dõi cái video này, và chúc anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, và sẽ gặp lại anh chị vào những video clip tiếp theo. Và đừng quên rằng đăng ký kênh và share cái video này để khi tôi phát video thì anh chị là người nhận được video tôi sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video clip tiếp theo.